lắng nhỉ. Lúc mà nó còn xanh vậy mới ăn được nghè, mà nó chín cái là sâu không. Đây ơi, cái nhà lá giường lu qua đây ngồi mới cho ăn nè, qua đây luôn luôn mặn không. Lu là nó không có ăn nguyên trái mà nó phải sắc lát nó mới ăn. Nó ăn mặn nhưng mà nó sắc lát. Đây. Này Lu ơi. Ngộ lắm. Ăn gì cũng phải sắc lát. Ăn kiểu quý sợ tập. Chưa ngủ hả? Ai ghé ngang cho em xin tim cho màn hình đi mọi người ơi. Bên này, đi đâu vậy? Bên đây mới cho ăn. Ngồi bên ba không cho ăn đâu nha. Đi mấy giờ mới ngủ vậy sao mà đi làm khuya lắm Hiền ơi. Nãy giờ mới làm việc xong. Cảm ơn Hiền đã cho tim, bấm tim nhiều vô màn hình. Mận nhà lo nè Hiền, phải ăn lúc nó còn xanh gì nè.
còn nó chín là tao nói sâu không giờ mà còn nó sâu không. Ngày mai hát xài, ngày mai hát xài lại. Qua hái thì ngơi cây nó cao lắm. Hello mẹ gấu. Lù qua đây luôn. Bên này mới có ăn. Qua đây. Cảm ơn chồng yêu. Cảm ơn chồng yêu đã gửi tặng 9 bông hồng. 999 bông hồng mới là lộng hành chứ. Ok, đấu luôn. Thả tim mình mọi người ơi. Chồng yêu rồi ta. Thả tim cho luôn mọi người ơi. Hãy tim cho luôn mọi người ơi. Hãy tim cho luôn mọi người ơi. Hãy tim cho luôn mọi người ơi. Thả tim cho luôn mọi người ơi. Cảm ơn Hồng Châu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Lâu ơi, lâu. Thả tim cho luôn mọi người ơi. Thả tim cho luôn mọi người ơi. Love.
Đu lại đây luôn. Mọi người ơi, tim cho luôn mọi người ơi. À, thắng rồi hả? Hai bạn. Đâu ơi. Hello mọi người. Thôi. Nhỏ nhưng mà vẫn sâu. Ngon mặn quá. Ăn quay mặt ra cho mọi người dòm chứ. Mai coi mấy cái thai có bự không thấy. Bây giờ đi đâu vậy? Đang đi dạo hả? Nãy giờ lấy được mấy mấy xô. Đâu á? Con đứng che hết màn hình rồi kìa. Lụm xu được nhiều chưa? Cái gì có ăn đâu.
xuống không? Có lên ghế không Tường? Lên hả? Gì? Cái này thành BK rồi. Không có đâu, nên giờ nó vậy á, chỉnh chỉnh đi, chỉnh đi. Chỉnh sao? Chỉnh nút bên kia kìa. Chỗ nào? Chỉ sao ta bấm vô chỉ sao ta? Xem thêm hả? Không phải, chỉnh vô cái cây đặt á. Thì cái, là thêm... cái chỗ mà cái chỗ kia kìa. Cái chỗ mà nút bên trái á, không chỉ sao ta được ra mấy cái ô á. Là giờ chỉnh ra lát mới ra chỉnh được. Không, chỉnh lên trực tiếp luôn. Trời ơi, chỗ nào trời. Không có chỉnh sao luôn, trời không có chỉ sao luôn á. Đu. Rồi giờ nó tới giờ rồi. À, mày thấy cái hình dấu cộng hai người không? Phải. À, có nút chỉnh có cái mũi tên hai chữ O, hai chữ O chéo chéo nhau á. Em như cái dấu ngã, dấu gì đó. Rồi rồi. Đó nó chỉ lưới bạn, lưới này kia đó. Tắt chế độ nhiều khách hả? Đúng rồi, bật nhiều khách lên, bật nhiều khách lên. Nó ghi là tắt mà. Bật đi. Rồi chỉ cái lưới nữa. Mở chế độ nhiều khách đi. Sao kỳ bấm đâu thấy đâu nó... Có cái bảng lưới nữa, cái bảng lưới nữa. Bấm là nó ghi là tắt. Không hiểu luôn. Nè, có cái bảng lưới, thấy cái bảng lưới không? Rồi thấy rồi, tao ghi chữ. 6 ô, bật 6 ô lên. Bật lưới rồi, chấp nhận. Tao bấm chữ lưới mà. Lưới cái hai bên đúng không? Bên trái bên phải đúng không? Ô 6 người á. Ừ. Rồi được rồi, đó được rồi đó. Rồi được rồi đó. Rồi hey, ok chưa. Okay. Rồi idol mà TikTok mà. Đó, để mời Út Phượng cho nói chuyện nha. Ok. Em muốn Hà, em muốn Trần Hà Diễm My. Luôn chán, mặn thôi. Mày mới coi hết. Xù. Không ăn coi hết trời, ai đồ kỳ vậy? Chết cha rồi, đói bụng quá, xà lơ rồi. Đang ăn cái gì á? Ăn gì luôn? Quá. No. No. Không mà nè đâu. Gì á? Đâu?
chán nó bỏ đi à. Mặn lông chua. Sâu quá, sâu rồi. Quá sâu luôn, quá buồn luôn. Thèm ăn xôi gà quá. À thì đi mua. Không có sao mua. Hello mọi người. Buồn như con sao. Trời ơi, xu ơi, lu rồi. Dễ thương không? Nó là không có coi trời buồn chứ. Không ai thèm coi hết á. Để tao like coi, có ai coi không? Nãy tao coi nhiều rồi, cái khúc đầu ăn mặn. Ôi, nãy chơi bị cây dài rồi. Không biết, tự nhiên cái nó bấm, cái tao bấm luôn. Thôi thắng. Thắng chứ. Này, trả kèo gì? Trả kèo gì đâu, trả kèo gì đâu. Cây vậy? Có nói gì đâu, biết cái kèo gì. Nước ngoài hả? Không biết, Việt Nam. Cút heo gì đó. Xù quá xù. Ồ, quá nhiều người coi nha. Hồi nãy lúc đầu á, nhiều người lắm. Ảo. À không, ý là sắp bị á. Ủa, bé kia em tôi chơi, tôi coi trời. Nó chia sẻ rồi mà không thấy nó. Nó chia sẻ rồi, không có vô chơi trời. Chứ nó bận rồi, bệnh rồi, ấy da. Ôi da da, ôi da da. Bây giờ nó hùng rồi, mệt quá. Giờ nó bụng quá. À quá.